trong cái khuôn viên của cái bến tàu này đẹp, ngoài đó đẹp lắm. Nhiêu tiền? 200.000 một quán, ăn trái cây thoải mái. Có vô nhà hàng ăn nữa mà, có nhà hàng ăn nữa, ăn vô nhà hàng ăn nữa, rồi không có xấu nữa, không có đẹp luôn. Nói chung là một tour đúng một người 200 đúng không? Đúng rồi, một tour 200. Cái mặt anh đâu? À đó. Cái nào cà phê đá. Cùng với em. Không, em đâu. Vậy không vậy? Nghe mà. Đó, cờ Campuchia luôn đó. Thôi ha. Hiện tại là mình đang đứng trên cái bến tàu đường thủy của Mỹ Tho. Đây, Mỹ Tho Marina nè. Đây cũng khá đẹp. Đó. Đó là hai chiếc tàu ngoài là chuẩn bị nó đi làm du lịch đi Campuchia đó. Nhưng mà vì do cái vụ dịch luôn đó. Dù dịch này hình như Tết giờ nó kéo tàu để đây thôi, nó chưa có cái giá rồi đi chính thức, nhưng mà nghe nhân viên người ta nói là khoảng đi cái tour của nó 7 ngày đi trên sông qua tới Campuchia. Ừ, hoàn cảnh khá đẹp ha. Cái đó nó có cờ của Campuchia kìa, nó qua nữa. Sao cái áo cao vậy, mình lụng vậy? Thôi, sáng người ta biết cho mình áo màu ba đi. Đi về đường rồi. Rồi, đi. Rồi, giao bánh tàu nha, bánh tàu quá đẹp luôn nha. Rồi. Còn này còn Thới Sơn còn ăn Thới. Tới cầu ăn Thới mình qua bên cái cầu còn Lào. Kế bên Lào hả cậu ơi? Cậu kế bên Lào hả? Qua có cầu Lào không? Mình đi cầu Lào nữa hả? Không đó, không có cái cầu đó thì nó lùi vậy chút. Bữa nay có cảm giác ngộ ngộ bữa mới tâm. Lại 6 người. À, lại 6 người. Chắc vô phải không?
đây. Nó đóng phi lắm. Anh này anh thằng Minh chỉ là để tự thôi. Nè thấy không, cây này mọc ra chôm chôm nè, vú sữa nè, khế nè, mận nè, mận thanh long nè, mận cục nè, ổi nè, dưa nè. Rồi đồ cổ rồi, tám đồ cổ kìa. Đó là đờn không? Ok ok, do anh xe về Bến Tre. Ai mua trái cây không? Mà nhà bên ở Tân Hương, mới Tân Hương mới đi xuống đây đó. Cô lấy đò giờ đi bán đò, cô bán đò gì mới quýnh bà lề. Có bầu. Nhà tôi không có bưởi, không có gì, chứ có bầu hồ lô thì tôi có. Đây. Đây. Ồ, cái bầu trước mới đẹp lên. Đeo lên. À. Bầu ngon vậy. Bầu à. À. Bây giờ mình đi xuống ghe ha, mình xuống ghe đi, đi vô trong cái chợ nó bán gì quên nè. Chà mực ong, chảo dừa, mực ong rồi. Rồi mình xuống ghe nha. Giờ một xuồng với 5 người. Vậy là anh Thuận với anh Vũ phải chia đôi ra đó chụp hình phải không? Ừ. Anh Thuận lên trước đi. Anh Thuận với anh Hiếu đi. 5 người. Một cái 5 người. Ê, mình mấy người? 9. Mình 6, 9 người, 4, 5. Vậy chỉ xuồng đi 4 đi.
Mọi người bên đó quay phim. Em đi bên nào? Em xuống đây đi. Độc thân á. Độc cái thân độc á chứ phải. Độc như cái gì? Thịt vịt hả? Độc như thịt vịt vậy. Rồi bắn lá kìa, lấy bắn lá che kìa. Đó, mấy anh này là ê, chuẩn bị. Đẹp quá. Ô má ơi mô Phật. Ôi anh Dũng, bước cái gì? Bước chính giữa đó. Ừ. Bước giữa xuồng cái lần đó. Cái nón bơi mà em nè. Bơi mà này chắc không sâu lắm đâu. À, rồi đủ rồi. Rồi. Thôi thôi. Ô, chú bé này chèo sung ha. Ồ, mình đang bị kẹt xuồng rồi nha. Rồi ở trên bờ nãy đi kẹt xe xuống đây kẹt xuồng nè. Kẹt ghe, kẹt ghe. Kẹt ghe rồi. Cái này nhiều à cũng. Ủa mình vô chạy mật ong là mình mua mật ong hay là mình ra ngoài đó thì mình sẽ người ta sẽ pha là mật ong cho mình uống thử. Vậy mình uống xong rồi người ta mới có mật ong người ta nuôi tại đó đó. Dạ, rồi sản xuất như là sữa ông chúa nè, rồi mật ong nè. Sữa ông chúa nhà em còn một hũ bự luôn á. Mà chưa xài tới luôn á. Bắt mặt nạ trời nó mịn cực dạ, em. Bữa em cũng bài đặt mua theo khách á. Thì cũng có trời. Mình lấy một miếng ra. Xin chào. Chào. Thận chèo có một bên là nó bị bẻ là bẻ mũi á. Anh để tay vô nha, để hồi ở xuồng kẹt xuồng á là nó đi luôn cái lấy tay đó. Anh nào đi ngón tay anh trước á, anh hiểu đưa ngón tay dài đó. Nó thuốc mọc ngón tay mới. Anh mà mọc mọc đó hả? Ờ đó, đưa ngón tay ra ngoài là đi luôn thôi. Gì? Vụ gì? Vụ vắn hả? Nhìn qua đây hai ba nè. Chạy nổ giống bên Trung Quốc vậy. Chú này mới đua quá vậy. Nãy giờ mình bơi mình chờ cái giờ qua ấy, giờ đua cho nè. Bây giờ sông lớn rồi á. Bây giờ sông lớn rồi. Lắc dữ lắm nha. Rồi, cảm ơn cô. Trời ơi, khép mất cái nón 150 của ta rồi. Chết nó về.
không? Chịu không anh Vũ được không? Anh Lượng ok đúng không? Vũ ok rồi. À, đi cắm rồi. Cắm gì? Quan trọng là lấy đâu ra chính bà nè. Dạ. Mà chính bà có chịu là không có con không? Nó quan trọng phải không? Cho nói bây giờ là còn chính cái con rồng thì người ta nói rằng chính cái con rồng đó không được cho ông là không tâm chúng đâu nữa. Dạ, 8 người xung quanh đó, người vợ nhưng có người cũng hỏi rằng là tại sao người vợ mà xung quanh ông là phải nói là 8 con rồng cái mà một mình ông mọi người chỉ còn một người đó đâu. Thì cái điều đó chưa ai có giải. Chưa có giải được rồi. Dòng sông hay hơn hả? Dạ, chứ dòng sông Cửu Long của mình tức là chính con rồng. Cầu dừa đó, đúng rồi, cầu dừa luôn nè đó. Rồi bây giờ mình qua tới Bến Tre rồi nha. Lên xuống ghe về Bến Tre. Một chuyến đò mà đi được hai chỗ đó. Đây vườn của má em nè. Đó. Ờ vườn của má em á. Kéo vườn của má em làm á. Đây là cái chỗ xưởng kẹo dừa. Sản xuất kẹo dừa đó, sản xuất kẹo dừa này đang nhậu đường hả? Cho nó dẻo nè. À, là cái máy này hả? Máy này mép ép nước cốt nha, làm kẹo dừa đó. Vừa mới ra lò. Nó còn hơi mềm. Không không, anh nói là ăn cái gì? Vừa mới ra lò. Bé thì có phòng giống bé. Ủa. Cháu cũng tự nhiên. Cháu bên hả? Ờ, cả đống kiểu vừa về. Đi đâu cũng buồn. Cũng đi du lịch nè. Ở trên trường tổ chức á. Chị cắt đều vậy ta. Cắt dưới quen cắt đều ha. Đi qua đây cái chị này kêu cũng giấy. Có từ con đoạn hết. Đi ra đây thành cái mật. Này có 10 ngàn à, 1, 2, 3 50 ngàn, 1, 2, 3 150 5 gói tặng gói anh Hiếu. 5 gói tặng gói. Chia 5 gói dữ vậy. Nãy về rồi, về đám dỗ. Chia đi, chia mỗi người. Em mua mấy gói rồi? Đủ rồi đó. Đúng rồi, đủ rồi. Đủ combo rồi đó. Giờ anh muốn mua tặng nữa, anh phải mua 5 gói nữa. Rồi, không vậy, chia đôi đi. Rồi, mua gì tôi về tôi cho. Đủ rồi, thương đó. Trời ơi, trời ơi. Hai bịch này luôn. Rồi, vậy của mình hay nhất. Mình đi đâu mà gặp thầy nữa. Thầy mà, thầy ta đi vậy đúng rồi. Mà mình chỉ có đơn đặt hàng sầu riêng à. Ờ, đúng rồi, sầu riêng ở đâu bán em. Trời, sao ngựa. À, đó, con ngựa nào cũng có một cái bông đó. À, dễ thương không? Mà nó ốm quá, tội nghiệp đó quá. Ủa sao nó có tả luôn á. Lấy phần rồi, không có để đổ vô đường. Lùi về, lùi về. Ta ở đây là nó quay thoải mái không? Đó, đúng rồi. Chị này hay nè, hay nè. Chị này quay với mình nè, lên nè. Quần đổi vô chứ đi. Đó, xe luôn kìa. Có này đi, có đi chung cái nào có anh đâu. Em hai xe đi. Máy đi đâu là ngựa đi theo đó. Đó nó dòm kìa. Ngựa này. Ngựa, tội nghiệp quá, mắt nó bị mù rồi. Rồi bye bye nha, bye bye nha. Bye bye, về nha. Chia tay từ đây.
đi mập. Tên mập hả? Tên mập ở nhà tên cái tên là Kim. Anh chạy xe mà gặp mà xe tả xe hơi hay nãy kia xe nhiều xe anh nhẹt luôn. Từ 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 không từ. Nó không có nhé. Nó nét lại. Ủa? Mà nó chạy lâu quá rồi thành ra nó có biết kinh nghiệm. Mà biết lực lệ giao thông. Này nó hơi đuối. Tội nghiệp không? Tội nghiệp chứ. Mới kiếp trâu kiếp ngựa thấy không? Nhà vợ bắt con cài vậy đó, cài như trâu như ngựa vậy đó. Ui sao chạy ra đường lớn luôn rồi. Đẹp đó không anh Hiếu? Tội nghiệp chứ. Chút mình đi bộ đi, đẩy nó. Thấy không? Mình đi bộ dư sức. Ờ. Còn lá lên cầu nữa. Vũ nhảy xuống Vũ. Đẩy bộ Vũ. Dốc. Thấy sợ hơi chưa ra nha. Nói gì đó. Đi. Lên dốc rồi đạp xe hơi không hiểu nổi. Mệt quá. Mệt, nghiệp trời nắng quá. Nắng chạy chạy vô và suốt. Tại bữa nay hướng dẫn rồi mấy tour rồi nó bị kẹt xe. Bắt đầu nó xuống mà tải không có sể. Chứ hè tour nó xuống tour là đỡ rồi. Ừ, tội nghiệp lắm quá. Còn xa tôi đi bộ chứ. Còn gần nhưng mà tới chưa? Đi. Ừ. Đâu đi đâu con ngựa tới đây dừng nha, không có quen ngựa đâu. Vô nói nay du lịch sông nước. Mình đi sông nước á không về miền Tây. Ừ, đây là nước đây là mình ra đây nè, bên kia là bến tàu. Bến lưng đẩy vô, mình vô mình uống cộng lưng, cộng lưng. Gà mực ong nha. Cộng lưng, cộng lưng. Tàu biết là tàu biết có cái giọng luôn phải không? À, cộng lưng để mình vô mình uống trà mực ong nha. Đó, vừa đó mực ong kỳ lưng nè. À. Ê, mực ong kỳ lưng. Quảng cáo luôn. Đường vô đẹp lắm nè anh Vũ, được chụp hình đi. Ồ, cầu treo đẹp quá trời kìa, anh Vũ. Ừ, thử cầu treo dữ luôn á, cầu chụp lưới cầu làm gì. Phải làm cầu bỉ thần. Ơi. Còn cùng hụt, cùng hụt. Rước biến thành công nha. Rước biến thành công. Đẹp quá. Chiều chiều đây là chụp hình đẹp lắm á, nắng chiều nè.
vô quảng cáo một ông rồi nè, cho coi ông nè, à thấy không, đây là con ông nha, không con ông đây con ông nè, đó giờ có biết con ông là con gì đâu, đây con khi con ông bự như này. Nãy ngủ là anh Hiếu anh canh đó. Đúng không? Khi nào dừng lại nhà anh được điều kiện đầy đủ á. Kỳ lắm, ăn ăn no vô cũng được. Ta làm lẹ. Không, hồi nãy nó chế mặt ông xong cái nặng này vô xong rồi nó này vô. Vậy là uống thôi đúng không? Nhà có tôi không lên nổi. Ồ, cái cảnh chèo ghe giống như là tấp nập ghê không? Giống đi giật biên ghê á. Vui đó ha. Nãy mình đâu có đi ra đây. Ở đây thì nguy hiểm lắm mà. Ha. Nước lớn ở đây nguy hiểm lắm. Có sao không? À đúng rồi, nãy mình cũng nãy mình ra cầu này nè. Cái cầu này nè, cầu bên hông nè. Nè này, ở đây nè. Giờ nhập rồi. Thì bãi gì? Ủa nãy mình lên là mình đi ngõ nào ra? Thì đây, mình đi sâu vô. Nãy mình đi sâu dưới bóc trong con kia. Nó không cho mình qua đây. Ờ. Đã vậy nãy mẹ nó đi vô mẹ rồi. Đây là bà con người ta đang chạy loạn dịch quá. Ê đây đây thì tôi làm YouTube bị bắt cho nó tầm bậy. Thôi đi kiếm kem khác ăn đi. Kem nhiêu cây? Ủa cái gì có nhỏ vậy, là cây này sao nó dài quá vậy? Có chụp hình nó khác rồi. Cái này nó dài khác với hình rồi. Em không ăn nữa, trả tiền đó. Ông đi nó sâu quá, hai anh em nó giống nó lắm. Rồi xuống, ngồi xuống. À. Giống hành khất đại hiệp quá ta. Chắc dở cái nón ra đi. Ok. Rồi đi lên. Cáp ba. Nãy giờ mới. Cáp ba. Rồi xuống ghe về bên kia. Về Sài Gòn. Rồi. Bye bye. Bye bye, bye bye, tạm biệt nha. Rồi bye bye về, bye bye.